chào quý khán thính giả của Sakya Buddha University TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần qua, học viên lớp cao đẳng được Thầy Lệ Minh giảng kinh Tăng Nhất A Hàm. Sau đó, Thầy Minh Lợi giảng kinh Tương Ưng Bộ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học kinh Tăng Nhất A Hàm, Thầy Lệ Minh phân tích đề tài phẫn nộ. Nội dung này là một chi phần của tam độc tham, sân và si. Phẫn nộ là một trạng thái mà chúng ta dễ gặp hàng ngày, một cảm xúc của sự buồn khổ về cái tâm giận dữ mà nó sinh ra từ sự bất mãn, bực tức và phiền muộn. Đây là một trong những cảm xúc rất là thô thiển khi tâm thức bị dồn nén trong một trạng thái giận dữ, bực bội bởi sự không vừa ý hoặc không thân thiện, không ưa thích hoặc rơi vào trong hoàn cảnh bị người khác chỉ trích, tấn công với lời lẽ gay gắt, thì lúc đó tâm bất mãn bùng phát biến thành phẫn nộ. Nó là hiện tượng duyên sinh, bộc phát chủ yếu do sự tác động của các yếu tố không thân thiện và môi trường không lành mạnh. Do đó, những người nào mà đắm chìm vào trong cảm xúc của phẫn nộ nhiều thì dễ bị điên loạn và tàn ác. Bởi khi người phẫn nộ đang bị rơi vào trạng thái lu mờ nhất của tâm thức thì dễ gây sự bạo loạn với tâm sân, và nó sẽ gắn liền với hành động rất thô bạo đưa đến hậu quả khó lường. Câu chuyện về một nữ gia chủ tên Vedahika được tiếng đồn tốt đẹp và hiền thục, nhu thuận lại ôn hòa. Nữ chủ có người tỳ nữ tên là Kali. Người này rất khéo tai, lại siêng năng và làm việc cẩn thận chu toàn. Nhưng rồi nữ tỳ này khởi lên ý nghĩ muốn thử nữ chủ của mình có nội sân mà không có tổ lộ hay không có nội sân. Ngay sau đó, cô cố ý dậy trễ và không chịu làm việc nhà. Quả nhiên, cô bị chủ phẫn nộ, bất mãn, rồi cầm then gài cửa đánh cho bể đầu chảy máu. Lúc ấy, nữ tỳ Kali với đầu bể máu chảy liền đi kể lể với các nhà láng giềng về hành động phẫn nộ của nữ chủ Vedahika. Một thời gian sau, tiếng đồn xấu được khởi lên về nữ chủ là độc ác, không có nhu thuận, cũng không có ôn hòa. Do bị chọc giận quá đà nên tâm sân hận bùng phát biến thành phẫn nộ, lấy mất tiếng thơm của mình. Đức Phật dạy như sau: do bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, trở thành mù lòa, nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai, không như thật rõ biết lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Một thí dụ điển hình của phẫn nộ sẽ dẫn đến sắc đẹp bị xấu đi. Đó là chuyện về cô con gái của một người nghèo ở Varanasi với tay, chân, miệng, mắt và mũi rất ư là xấu, nhưng khi tiếp xúc lại thấy dễ chịu. Vì ở kiếp quá khứ, có một vị Phật độc giác đi khất thực và xin một tí đất sét về vá lại bức vách hư nơi ngài trú ngụ. Cô gái đang nhào đất sét, khi nhìn thấy ngài dừng lại trước cửa nhà và đứng yên lặng, cô đoán ra điều ngài muốn và ném cho ngài một cái nhìn giận dữ, mặc dù cô cũng cúng dường cho ngài một cục đất sét. Việc cúng dường này là thiện nghiệp, nhưng phối hợp với phẫn nộ và sân hận đã khiến cho cô nhìn rất xấu xí. Một ví dụ khác cũng nói đến sự phẫn nộ mà đưa đến sắc xấu. Đó là Sufa Buddha, người Hủi nghèo ở kinh thành Sajagaha. Đức Phật giải thích về tiền kiếp của Sufa Buddha là con trai của một viên trưởng khố, một thương gia rất giàu có. Do ông phẫn nộ khi thấy mọi người không ai để ý đến ông mà chỉ cung kính Đức Phật độc giác, ông đã nhổ nước miếng vào mặt ngài và nói: cái đồ Hủi này ăn mặc rách rưới như người Hủi mà đi đó đi đây rồi bỏ đi. Do sự phỉ báng lăng mạ Đức Phật độc giác như vậy mà nay ông bị chướng nghiệp làm người Hủi bất hạnh nhất kinh thành Rajagaha. Đức Phật dạy: phàm con người đã sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy tự chặt đứt lấy thân. Như vậy, qua ba câu chuyện đã cho chúng ta thấy
phẫn nộ và sân hận là cội gốc sanh ra các pháp bất thiện, là nguyên nhân đọa vào ba đường ác, là quan gia của pháp an lạc, là bọn giặc dữ của tâm thiện, là kho chứa bao nhiêu ngôn ngữ thô ác, cũng đều do phẫn nộ và sân hận. Bởi phẫn nộ để lại hậu quả tai hại khổ đau cho mình và người, cho nên chúng ta phải nên cẩn thận, vì mình hay có tật chê bai, chỉ trích, nhất là đối với những bậc cao đức, những vị thiện tri thức. Chúng ta đang học theo lời dạy của Đức Phật để kiện toàn mọi khả tính thanh cao của mình, làm sáng sạch tâm hồn, biết cầu tiến để thực hiện các pháp lành hộ trì thế gian, giữ gìn đạo đức và nhất là thực tập theo con đường Bát Chánh Đạo và áp dụng pháp môn này trong sự tu hành của mình để đoạn trừ phiền não, khổ đau, hầu bước lên con đường hướng về Niết Bàn, giải thoát, an vui, tự tại. Vào giờ học kinh Tương Ưng Bộ, Thầy Minh Lợi giải thích hai bài kinh. Bài thứ nhất là Thịt Đứa Con thuộc Phẩm Đại, chương Tương Ưng Nhân Duyên. Được Phật thuyết tại Savatthi về bốn loại thức ăn là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực đưa đến sự tồn tại. Hay chấp thủ tái sinh cho các loài hữu tình phải được hiểu như thế nào? Đoàn thực này hoặc thô hoặc tế cần phải được nhận thức và hiểu rằng đoàn thực vốn chỉ như một lương dược trị bệnh cảm thấy đói của tâm và yếu sức lực của thân. Ăn không phải để vui hoặc ưa hưởng thụ. Đức Phật dạy đoàn thực cần phải được nhận xét. Thời lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết, như vậy sẽ không còn kiết sử, vì kiết sử này sẽ trói buộc vị thánh đệ tử phải tái sanh trở lại. Kế đến là xúc thực, là trạng thái khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sinh ra sáu thức. Chúng sinh được vui hay khổ cũng do sáu thức này. Nếu chúng ta tham đắm chạy theo sắc, thinh, hương, vị và xúc, thì sẽ bị khổ đau. Thông thường trong cuộc sống ta dính mắc nơi huyễn cảnh này rất nhiều, chỉ vì không nhớ nó là giả. Không chạy theo trần cảnh thì ta sẽ được vui. Ví như con bò cái bị lở da, nếu nó đứng dựa vào tường, dựa vào cây, đứng ở trong nước, đứng ở giữa hư không, dù nó đứng dựa vào chỗ nào đều bị các sinh vật sống ở những môi trường đó cắn nó, đau khổ lắm thay. Do đó Phật dạy xúc thực cần phải được nhận xét. Khi xúc thực được hiểu biết, thời ba cảm thọ là lạc thọ, khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ được hiểu biết. Như vậy, vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Về tư niệm thực, Thế Tôn dạy rằng, ví như có một người bị lực sĩ kéo đi đến bên hố than cháy đỏ rực. Người ấy muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, chán ghét khổ. Người ấy quyết chí muốn lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa, vì nghĩ rằng nếu ta rơi vào hố than hừng ấy sẽ bị chết. Do vậy Phật dạy, tư niệm thực cần phải nhận xét. Khi tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái là dục ái, hữu ái, phi hữu ái được hiểu biết, Phật nói rằng vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Thức thực là ba loại cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất khổ bất lạc. Ví như cảm thọ về sắc, sắc ở đây là sắc pháp có hình tướng, như tiền của là một sắc, danh vọng là một sắc, địa vị là một sắc, vân vân. Khi chưa học đạo, chúng ta đam mê chạy theo sắc pháp và hy vọng những thứ sắc pháp đó sẽ đưa chúng ta đến hạnh phúc, nhưng không, nó chỉ là mầm mống đưa đến khổ đau mà nhiều người đã thực chứng. Ngược lại, những ai nhận biết sắc pháp như bọt, như bóng thì thật sự có hạnh phúc. Trở về với chính mình là đường lối Đức Phật dạy, thiền định tư duy để sống với Phật tánh của mình gọi là thức thực. Do đó Phật nói, khi thức thực được hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử không làm gì thêm nữa. Bài kinh thứ hai là bài Sa Môn Bà La Môn thuộc chương Sa Môn Bà La Môn. Sa Môn là vị tỳ kheo thọ 250 giới trong Phật giáo.
Bà La Môn là vị tu theo đạo Bà La Môn. Quy luật sinh già bệnh chết là tự nhiên, chi phối chúng sinh hữu tình. Nếu người học đạo đứng trước quy luật này mà không có sự tự tại thì không phải là người hiểu biết sự vận hành của đạo. Đức Phật dạy rằng những sa môn hay bà la môn nào biết già chết tập khởi, biết già chết đoạn diệt, biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt, thời những sa môn hay bà la môn ấy giữa các sa môn được chấp nhận là sa môn hay giữa các bà la môn được chấp nhận là bà la môn. Vì những tôn giả ấy tự mình với thắng trí chứng đạt và an trú trong hiện tại với mục đích của sa môn hạnh và bà la môn hạnh. Ngược lại, nếu không biết quy luật vô thường tự nhiên đó thì các vị ấy không được chấp nhận ngay trong đạo giáo của họ. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Tư, ngày 2 tháng 10 năm 2024, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tại quận Cam, Nam California sẽ có chương trình học như sau: lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều, thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận tập 4. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ học Câu Xá Luận tập 1 do thầy Huyền Châu giảng và Kinh Tương Ưng Bộ qua lời giảng của thầy Minh Lợi. Lớp sơ trung đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ học Kinh Tạp A Hàm do thầy Minh Lợi giảng và tập dị môn túc luận qua lời giảng của thầy Huyền Châu. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như những thông báo cần thiết. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc .org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.